Xin chào các bạn, mình là Eli Nhung. Video này mình sẽ review cho các bạn tour một ngày của KK Day đi công viên Dã Liễu, Cửu Phần, Thập Phần và thác nước Thập Phần nhé. Địa điểm gặp nhau của tour một ngày đi Cửu Phần, Thập Phần, công viên Dã Liễu và thác nước Thập Phần của KK Day này là ở Taipei Main Station. Khi các bạn mua vé thì trong cái vé mà họ gửi cho các bạn, họ sẽ ghi rõ địa điểm gặp nhau và giờ gặp nhau ở chỗ nào. Xe buýt sẽ khởi hành từ thành phố Đài Bắc đi đến địa điểm đầu tiên là công viên Dã Liễu. Thời gian đi đến đây là khoảng 40 phút cho 37 cây số. Nhà mình vừa đến công viên Dã Liễu rồi này. Đây là bãi đỗ xe của xe buýt và cổng chính của công viên. Bình thường nếu các bạn không đi tour thì các bạn sẽ phải vào cái chỗ này để mua vé. Nhưng mà vì mình đi tour nên là hướng dẫn viên sẽ mua vé cho mình. Giá vé dành cho người lớn là 120 đài tệ. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi hoặc người già trên 65 tuổi là 60 đài tệ. Ở đằng này có một cái bảng nói về lịch sử cũng như sự hình thành của công viên địa chất Dã Liễu cũng như những địa điểm nổi bật ở đây. Công viên địa chất Dã Liễu của Đài Loan nằm ở gần điểm cực bắc của đảo Đài Loan tại thị trấn Vạn Lịch. Bờ biển nơi đây dài 1.700m, tiếp giáp với Thái Bình Dương, hướng về phía Nhật Bản. Nơi đây thu hút du khách tới tham quan và giải trí bởi những phiến đá có hình thù độc đáo, kỳ lạ, được tạo nên bởi sự xâm thực của biển vào đất liền và được đặt tên bởi khách du lịch tới đây. Sau khi đi một đoạn thì các bạn sẽ đi đến khu vực này. Để cảm nhận hết vẻ đẹp kỳ bí của công viên địa chất Dã Liễu, bạn có thể lần lượt di chuyển đến 3 khu vực chính của công viên. Mỗi khu vực sẽ có những đặc điểm riêng biệt với những phiến đá mang hình thù độc đáo khác nhau. Nếu các bạn rẽ về phía bên trái này thì sẽ ra khu vực số 1. Khu vực này là khu vực chứa hàng chục hòn đá có hình dáng giống củ gừng và nấm. Ở đây nhà mình cũng bắt gặp một hòn đá có hình dáng giống trái tim, trông cũng rất là hay. Công viên địa chất Dã Liễu có diện tích hơn 60.000 ha và bao gồm một hệ thống đá vôi phong phú và đa dạng cùng với những hiện tượng địa chất độc đáo khác. Và nơi đây cũng đã được ghi nhận là di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO vào năm 2010. Các tảng đá ở công viên địa chất Dã Liễu có những hình dáng độc đáo, từ những khối đá hình tròn, hình người cho đến những tảng đá có hình dạng như động vật, cây cối. Mỗi hình dáng lại mang một ý nghĩa khác nhau và đặc biệt, khiến cho việc khám phá công viên trở nên thú vị và bất ngờ. Công viên này được mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày. Nếu không đi theo tour thì các bạn cũng có thể đi bus 1815 hoặc là đi bus 862 tới đây. Nhưng nhà mình chọn đi theo tour để có thể di chuyển được đến nhiều địa điểm trong vòng một ngày.
Tour này nhà mình đặt trên trang KKday với giá 641.000 cho một người. Tour bao gồm có 4 địa điểm, đó là công viên địa chất Dã Liễu, Cửu Phần, Thập Phần và thác nước Thập Phần. Các bạn phải đi bộ rất là dài dọc theo bờ biển để có thể đến được khu vực thứ hai của công viên địa chất. Mỗi bước đi trong công viên sẽ đưa bạn đến một khám phá mới, một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà thiên nhiên và sự tạo hóa hợp lại thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Mỗi khối đá lại có một hình dáng riêng biệt, một câu chuyện riêng của nó. Trên đường đi dọc bờ biển này thì cũng có rất nhiều những chỗ chụp ảnh đẹp nha các bạn. Đi lên cầu thang này, chúng ta sẽ nhìn được bao quát của khu vực số 2. Khu vực số 2 thì nhỏ hơn khu vực số 1, nhưng khu vực này có một địa điểm rất là nổi bật, đó chính là đầu nữ hoàng. Đây chính là hình ảnh của hòn đá hình đầu nữ hoàng. Và đây cũng chính là biểu tượng của công viên địa chất Dã Liễu. Bây giờ mình sẽ xuống khu vực số 2 đấy để xem biểu tượng của công viên địa chất Dã Liễu là đầu nữ hoàng nhé. Đi qua cái cầu vừa rồi thì các bạn rẽ trái để đi xuống khu vực số 2 này. Các bạn sẽ đi qua một khu vực toàn những cây dứa rất là to. Và vì là biểu tượng của công viên địa chất Dã Liễu nên ai cũng muốn chụp ảnh với hòn đá này. Thế nên các bạn nên tính thời gian là phải xếp hàng để chờ để được chụp ảnh nha. Và nếu đi bộ thêm một đoạn nữa thì sẽ đến khu vực số 3, là nơi các vách đá bị sóng biển bào mòn thành từng lớp nằm ở bờ bên kia bán đảo Yeliu. Với sự kết hợp giữa thiên nhiên và nghệ thuật, công viên địa chất Dã Liễu mang đến cho mọi người một trải nghiệm tuyệt vời và khác biệt. Hãy thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên trong không gian xanh mát của công viên. Ở phía ngay ngoài cổng của công viên địa chất Dã Liễu này có trung tâm tham quan. Các bạn có thể vào đây mua đồ lưu niệm hoặc là đi toilet. Còn phía bên kia đường thì có một cái chợ nhỏ nhỏ này. Các bạn cũng có thể vào đây để mua đồ lưu niệm, mua quần áo, mua đồ ăn. Chợ này nói chung rất là nhỏ thôi. Mình thấy hầu như thì là bán đồ khô, với cả nước uống, một chút đồ ăn và đồ lưu niệm. Mình thấy cửa hàng này có bán trái cây và nước uống này. Ở đây họ có bán quả mãng cầu của Đài Loan với cả quả dứa với giá 100 đài tệ cho một suất đã được gọt sẵn. Bây giờ mình sẽ mua một suất dứa và một suất mãng cầu Đài Loan nha. Quả mãng cầu ở Đài Loan thì kích thước rất là to,
phải to đến gấp 2 đến 2 lần rưỡi so với na ở Việt Nam mình. Trung bình một quả có trọng lượng khoảng 700 g đến 1 cân, ăn rất là ngon, dai, mát và ngọt thanh. Địa điểm thứ hai của tour này đó chính là Cửu Phần. Đi từ công viên địa chất Dã Liễu đến Cửu Phần mất khoảng 35 cây và khoảng 41 phút. Khi đến nơi thì xe buýt sẽ được đỗ ở dưới chân núi và hướng dẫn viên sẽ dẫn các bạn đi lên đến chợ của Cửu Phần. Và để lên được đến khu chợ này thì các bạn sẽ phải trèo rất nhiều các bậc thang nha. Nên nếu bạn nào mà đi với trẻ nhỏ như gia đình mình thì mình khuyên là không nên mang theo xe đẩy. Nhà mình đã mang theo xe đẩy và thế là cuối cùng phải vừa đi bộ và vừa vác xe đẩy lên trên cầu thang. Đây, cầu thang rất là cao và dốc nha các bạn. Mà đây là chưa leo lên đến nơi đâu, còn phải leo thêm một đoạn nữa cơ. Đây là quán trà Amei Tea House rất là nổi tiếng tại khu vực Cửu Phần này. Một điều không thể bỏ qua khi đến với Cửu Phần là ghé thưởng thức trà tại một trong những quán trà tại đây. Amei Tea House mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Đông với đồ trang trí bảo tàng cổ theo phong cách Nhật Bản và đồ dùng bằng tre. Tiệm trà có vẻ đẹp tựa cổ tích phương Đông đã truyền cảm hứng cho đạo diễn bộ phim hoạt hình Sen và Chihiro ở thế giới thần bí, cũng như làm rung động trái tim hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Bây giờ mình đã lên đến khu chợ của Cửu Phần. Ở trên này cũng có rất nhiều các cửa hàng bán đồ lưu niệm, cũng như các cửa hàng bán đồ ăn uống. Đi thêm về phía đằng này thì sẽ ra được chỗ có thể nhìn cả quang cảnh của dãy núi này. Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ tọa lạc trên ngọn núi Kê Lung, cách Đài Bắc khoảng 50 cây số. Làng cổ nhỏ bé này có từ thời nhà Thanh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cho đến thời Nhật chiếm đóng Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ 19, người ta mới phát hiện ra nó. Sở dĩ có cái tên Cửu Phần bắt nguồn từ việc ngôi làng cổ này chỉ có 9 hộ gia đình sinh sống, khi ra ngoài mua hàng hóa hoặc thức ăn đều phải đem đủ 9 phần về cho 9 gia đình. Tuy ngày nay dân số Cửu Phần đã tăng lên khoảng 4.000 hộ gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ mang dấu ấn kiến trúc từ thời Nhật cai trị. Đây là một cửa hàng trà sữa cũng rất là nổi tiếng ở Đài Loan, tên là Sinh Phu Thang. Bây giờ mình sẽ mua thử một cốc để uống nhé. Mình có gọi một cốc sữa tươi chân châu đường đen, giá 65 đài tệ. Okay, thank you. Chân châu ngọt, mềm dẻo, sữa uống tươi, mát, rất là ngon. Các bạn nên uống thử loại trà sữa chân châu này khi đến đây nha. Làng cổ Cửu Phần nổi tiếng với kiến trúc cổ và thiên đường ăn vặt. Men theo trục đường chính sẽ thấy rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm và quán ăn. Ở đây có cửa hàng bán trái cây này. Một suất mãng cầu đã được gọt sẵn là 150 đài tệ. Những trái cây khác thì là 100 đài tệ. Trái cây ở đây rất là hiếm và lại đắt nữa. Được cái là quả mãng cầu ở đây thì ăn rất là ngon.
Vừa đi qua cửa hàng lưu niệm này, thấy mấy cái nam châm này cũng hay hay, nên mình sẽ mua một cái nam châm này về làm kỷ niệm nha. Một cái nam châm như thế này thì giá 100 đài tệ, tức là khoảng 75.000 đồng. Mọi người có thể ghé thăm đường Kinh Tiên Lộ và Cô Sơn, hai con đường đông đúc và nhộn nhịp nhất của Cửu Phần. Hầu như các tiệm ăn, nhà hàng, bảo tàng, chùa chiền của làng cổ đều tập trung tại đây. Hoặc leo lên núi Bình Trà Vô Nhĩ để vừa thưởng thức trà, vừa thả hồn và ngắm toàn bộ khung cảnh núi non Cửu Phần hùng vĩ. Trên con đường này nổi tiếng có nhiều quán trà, hiệu bánh, quán ăn, nhà bảo tàng về khai thác vàng, phòng triển lãm nghệ thuật dân gian Cửu Phần. Ẩm thực ở làng cổ Cửu Phần rất đa dạng và hấp dẫn. Các bạn có thể thử các loại món ăn như mì bò viên, dim sum, bánh bao, chè cổ truyền Đài Loan, đậu hũ thối. Ở đây có một tiệm bánh này rất là đông người xếp hàng này. Mình sẽ mua thử một chút để ăn xem sao nha. Đông quá là đông các bạn ạ. Bánh này được bán với giá 20 đài tệ cho một cái. Nếu mà mua một hộp 10 cái thì là 200 đài tệ. Có 5 loại bánh khác nhau. Đó chính là một cái nhân rau, nhân đậu xanh mặn, nhân đậu đỏ ngọt và nhân khoai môn. Và một cái cuối cùng là dài dài như thế này. Nhà mình sẽ mua mỗi cái một loại để ăn thử nha. Vỏ của bánh thì dẻo và dai, còn các loại nhân thì mình thấy ăn hơi là lạ. Nói chung là ăn cũng ok. Có rất là nhiều các cửa hàng ăn. Ví dụ như cửa hàng này bạn có thể gọi theo từng món, hoặc cửa hàng này bên cạnh thì có bán mực chiên giòn. Cửu Phần như một viên ngọc quý cổ quý báu của Đài Bắc, là minh chứng thời gian cho nét đẹp truyền thống nơi đây. Những dãy nhà gỗ cổ kính, hương vị trà lưu truyền ngàn đời theo thời gian sẽ cho bạn cảm giác như quay về sống trong những bộ phim cũ của Đài Loan. Hai bên đường, hàng quán, nhà cửa san sát nhau. Diện tích ở đây rất hẹp và không có vỉa hè. Các ngôi nhà nhỏ hẹp đều không có sân. Ở phía trước mặt có quán kem cuộn kẹo lạc của Đài Loan kìa. Sắp hàng ra mua cái này ăn. Mình sẽ mua một cái để ăn nha. Món ăn này được chế biến khá đơn giản. Đầu tiên người bán sẽ bào vụn kẹo đậu phộng mạch nha để phủ đều lên mặt bánh tráng đã được trải sẵn trên bàn. Tiếp theo người ta đặt hai viên kem lạnh và một ít rau thơm lên trên, rồi gói tất cả các nguyên liệu này thành một cuộn có thể cầm chắc tay. Một suất kem cuộn như này giá 50 đài tệ. Ok, mình vừa mua một cái kem cuộn ở cửa hàng đằng sau lưng mình. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Mời các bạn. Rất là ngon các bạn ạ. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị đậu phộng thơm quyện với những viên kem ngọt mát và phần vỏ bánh dai dai. Các bạn nhớ ăn thử món này nha. Mình ăn mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy chán. Ngày nay, từ những công trình kiến trúc cổ và những phòng trà dọc phố, bạn vẫn có thể cảm nhận được sự phồn thịnh của thời xưa ở nơi đây. Cửu Phần cũng là một trong những địa chỉ check-in sống ảo không thể bỏ qua với những người đam mê chụp ảnh.
mỗi góc tường trên con phố Cửu Phần đều mang vẻ đẹp rất riêng, giúp bạn có được một tấm hình ưng ý. Đặt chân đến Cửu Phần, bạn sẽ được thả hồn theo làn sương mù răng mắc khắp nơi. Khung cảnh thiên nhiên huyền ảo như bước ra từ trong một câu chuyện cổ, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát lạnh từ biển khơi xanh thẳm và phóng tầm mắt ra xa, ngắm mây trời, non nước hữu tình. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và nếu thích video này, các bạn hãy ấn nút like và nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều video về những chuyến đi du lịch của nhà mình mỗi tuần nha. Và video sau mình sẽ review nốt Thập Phần và thác nước Thập Phần của tour một ngày KK Day nha.